Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken. Và hôm nay thì shop Ngọc Ken lại về thêm một con nạc VIP 11 cũng khá là xịn sò. Và bây giờ là trước khi vào cái buổi review để bán con nạc này thì anh em cho Ngọc một phút quảng cáo. Bên shop Ngọc Ken có bán thẻ dinh chiết khấu 8%. Mọi chi tiết anh em cứ liên hệ vào số điện thoại Zalo 0981007879. Ngoài ra thì shop của Ngọc Ken có nhận làm clip rao bán nạc, đăng lên trên YouTube, đăng lên trên Facebook, Zalo và group mua bán nạc của bên Ngọc. Phí mỗi lần đăng bài là 50.000 anh em nhá. Và anh em muốn mua thẻ dinh chiết khấu 8% thì cứ liên hệ với Ngọc theo số điện thoại Zalo 0981007879. Anh em nạp Zalo Pay anh em chỉ được chiết khấu có 5% thôi. Còn anh em mua thẻ dinh bên Ngọc anh em được chiết khấu tới 8%. Nó vừa rẻ hơn lại ủng hộ được Ngọc Ken nữa. Ngại gì mà chúng ta không yêu thương nhau, đúng không mọi người? Và bây giờ thì mình sẽ đi vào cái chi tiết con nạc này. Và đây là một cái tài khoản của một thằng em mình, hiện tại đang là VIP 11 và cũng là gần lên VIP 12 rồi. Gần lên VIP 12 rồi. Và đang chơi tại server 22. Lực chiến thì đang là top 2 server mọi người nhá. Lực chiến top 2 server. Còn lực chiến liên server thì đang là top 60. Ok anh em nhá. Và Misu đang có lực chiến là 101k. 101k lực chiến, level cũng 40 cũng max rồi. Thì su khóa thì còn 1k9. Vàng thì còn 5093k. Còn su không khóa thì đã hết rồi, mình xem trong túi còn còn su gà không? Su gà còn một, có một viên một su gà thôi. Được, đây còn 3 viên đá 5, 2 viên đá 4 nữa mọi người nhá. Đó, đồ thì mình sẽ cho anh em xem những cái túi đồ của bạn ấy trước. Nguyên liệu thì đây, cho anh em xem. Ok chưa anh em? Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết ạ. Thì đầu tiên là con nạc này tuy là VIP 11 nhưng mà sở hữu cho mình một cái super rồng nước. Một cái vũ khí hot hit hiện tại là cộng 12. Một cái thiên sứ ban phúc cộng 5. Một cái định tình cộng 9. Một nhẫn chữ P cộng 7. Một nhẫn hạnh phúc cộng 8. Một vòng tay Venus cộng 7. Và một ác ma cộng 7. Đang xài dây chuyền là trái tim vô thức mọi người. Đang xài rank là sĩ quan cấp tá. Còn châu báu. Mình sẽ qua phần thời trang. Thời trang thì nón thì đang cộng 10. Và áo thì cũng đang cộng 10 mọi người nhá. Áo nón cộng 10, vũ khí cộng 12. Ok anh em. Châu báu thì xài 3 viên sát thương level 7, 3 viên nhanh nhẹn level 7, 2 viên tấn công level 8, một cái lỗ khoan là còn chưa đục. Thần tốc là level 6, hồi phục level 5, hấp thu level 5. Tu luyện thì đang là level 2x hết, 24, 21, 20, 24, 24. Đây cho anh em xem. Và mình sẽ xem cái phần pet của nick này. Pet đang là xài một con đấu sĩ 5 sao mọi người. 5 sao cấp S, tấn công một chồng đỏ. Tấn công đỏ này nhanh nhẹn, phòng thủ HP tím và may mắn là đang là xanh. Anh em nào muốn về nâng nó lên SS, anh em chỉ cần tẩy thêm cái dòng nhanh nhẹn này ra đỏ nữa là cái phẩm chất lên SS ngay là ok. Nhưng mà như thế này chỉ chơi cũng được rồi mọi người. Như thế này là anh em mua về là chơi cũng được rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần phụ kiện. Phụ kiện thì phụ kiện trang phục. Phụ kiện trang phục chuyện kỳ quái được 2 set. Mùa hè rực rỡ chưa được set nào. Dòng nước full. Dòng nước full 4 set đi đầu xu hướng. Chưa có. Mùa hè bùng cháy 2 set. Duyện đời này. Duyện đời này là chưa có. Bài ca nông trại chưa có. Năm tháng thanh xuân 1 set. Chiến trường kịch tính 3 set. Khu vườn tuổi thơ chưa có. Câu đố chòm sau trên chưa có. Hẹn ước quý giá 1 set. Ước hẹn bầu trời là chưa có mọi người. Rồi ok. Và bây giờ qua phụ kiện vũ khí. Phụ kiện vũ khí thì đã chắc chắn là cũng như những con nạc khác thôi, kích hoạt hết trừ cái cuộc chiến vinh dự này. Đây còn chưa có khiên bolo ba la nữa nha mọi người nhá. Và phụ kiện pet. Phụ kiện pet thì kiến thì đã kích hoạt được từ 1 tới 4 sao. Đấu sĩ từ 1 tới 5 sao. Gà là từ 1 tới 3 sao. Mầm là từ 1 tới 4 sao nha anh em nhá. Rồi, ok, vậy là đã xong cái phần phụ kiện. Và chúng ta xem lại cái là lực chiến đang tranh với lại top 1 server. Đang thua top 1 server là 20k.
và đăng hơn top 3 là 1k. Ok anh em, vậy thì là cái ạc này, cái tài khoản này là tài khoản dinh trắng thông tin, nên là cái vấn đề mua và để đổi thông tin về cho anh em là rất là đơn giản. Chỉ cần xử lý trong vòng là 5 đến 10 phút là sẽ chuyển đổi thông tin qua cho chủ mới ngay. Và chủ nick này rao bán với giá là 35 triệu không thương lượng mọi người nhé. Mọi người lưu ý cho mình cái giá 35 triệu chốt kèo không thương lượng. Giao dịch chỉ cần trong vòng 5 đến 10 phút là xong. Mọi vấn đề về giao dịch, trung gian giao dịch thì bên shop của Ngọc sẽ, shop Ngọc Ken sẽ lo con ạc này hết nha mọi người. Nên là anh em cứ yên tâm, mua ạc là cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo, làm việc trực tiếp với Ngọc. Số điện thoại Zalo của Ngọc để anh em inbox 0981007879. Ngọc nhắc lại 0981007879. Giá con ạc này 35 triệu mọi người nha. Còn anh em nào mà có con ạc nào cần muốn shop rao bán, làm clip rao bán, đăng bài rao bán thì cứ liên hệ với Ngọc qua số điện thoại Zalo 0981007879 mọi người nhá. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.